Hôm nay các bạn thấy mình đang đứng bên đây là dòng xe. Này là Vario, màu những dòng xe mà hot nhất hiện nay luôn. Thì xíu nữa mình sẽ cập nhật bạn, sẽ hỏi bạn nhân viên cửa hàng, mình sẽ hỏi thủ tục và trả góp. Thì giá xe báo xe cho các bạn xem nha. Và hiện tại mình đang đứng cửa hàng là cửa hàng xe máy Hồng Phát. Thì cửa hàng này mình đang đứng này là đối diện cửa hàng luôn, là bến xe Phú Chánh. Đó, bến xe buýt đang đậu trong đó đó, là bến xe Phú Chánh. Nếu mà các bạn ở xa mà không biết đến cửa hàng của mình thì các bạn bấm là bến xe Phú Chánh là sẽ ra địa chỉ cửa hàng xe máy Hồng Phát chính xác hơn nha. Còn nếu mà các bạn muốn chính xác nhất đó, thì các bạn Zalo số điện thoại mình đang để trên màn hình đó, các bạn đang xem á, thì liên hệ về số đó, kêu bạn nhân viên cửa hàng, định vị cửa hàng của mình trên Zalo để đến cửa hàng chính xác hơn nha. Bên đây mình đang đứng, bên đây cũng là dòng Vario luôn, mà này hai màu khác biệt nha. Bên đây mình gọi là màu xanh này, giống như xanh da trời á, rồi lên cái mũ nhuộm màu trắng nữa. Thì xíu nữa mình sẽ hỏi về giá xe hiện nay nha anh nha. Rồi, em chào anh chị ạ. Dạ, thì trước khi mình quay xe thì nhắc lại thủ tục trả góp tại cửa hàng của mình như thế nào, về địa chỉ của mình đó. Trước khi quay thì em xin tự giới thiệu là em là Thắng, là nhân viên bán hàng của cửa hàng xe máy Hồng Phát. Dạ. Và em xin giới thiệu là thủ tục trả góp bên em là cần có, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân gắn chip là có thể mua trả góp ở bên cửa hàng bên em đó. Dạ. Rồi, thì thủ tục không biết hôm nay mua mà các bạn mua góp tại cửa hàng của mình thì mình cần giấy tờ gì đó anh? Thủ tục thì cần mỗi chứng minh nhân dân là được hả chị? Dạ, chứng minh là mình nhân mua được thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bên nhà là bên em đã bỏ mấy cái, là ví dụ như bỏ bằng lái xe hoặc là sổ khẩu, và bên em là bỏ là một số, đa phần là một số là mấy người dân á, là dạ, đa phần là bây giờ là hộ khẩu người ta để dưới quê, người ta không có thể là bổ sung cho mình được, thì bên em đã hỗ trợ cho khách hàng là chỉ cần chứng minh nhân dân là có thể mua được xe. Dạ. Hoặc là căn cước công dân có chip là có thể mua được xe rồi. Rồi nếu mà các bạn ví dụ như rơi vào nợ xấu đi thì không biết hôm nay mua góp tại cửa hàng của mình được chưa anh? Nếu mà các bạn rơi vào nợ xấu thì các bạn có thể là nhắn tin trực tiếp qua Zalo số của em. Là nợ xấu nó có nhiều tình trạng lắm chị. Đó, nợ xấu bên em là nhiều tình trạng lắm. Ví dụ là khách là đóng tốt này là có thể mua được tại cửa hàng bên em. Dạ. Đó là mấy cái trường hợp nợ xấu mà ví dụ là nợ chú ý. Dạ, nợ chú ý. Rồi thì hôm nay mình bắt đầu cập nhật từ cái dòng xe ra ngoài đầu tiên luôn ha anh. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Hôm nay là bảo hẳn lúc trước thì mình cũng có con xe 50 như thế này thì cửa hàng mình bán rồi ha anh. Dạ. Thì hôm nay mình bắt đầu cập nhật cái dòng xe Accenter 150. Màu này là màu giới hạn luôn. Đúng rồi, màu giới hạn. Màu này thì bên em đang bán với giá là 46 triệu đồng. 46 triệu. Dạ đúng rồi. Dạ, còn anh thấy chiếc xe này mình cửa hàng của mình cũng lên phụ kiện rất là nhiều. Nếu dạ, mà các bạn có yêu cầu lên thì mình tính theo món đồ đó không anh? Dạ đúng rồi. Nếu mà các bạn muốn lên á thì các bạn muốn lên món gì thì sẽ nói báo với cửa hàng biết để mình cửa hàng mình lên cái đó. Bây giờ con này là em đã lên một số một đồ chơi rồi, như là gắt chân. Dạ. Phột, chống đổ. Rất là nhiều. Đối với dòng xe như thế này thì mình mua trả góp mình trả trước là bao nhiêu anh? Đối với dòng xe ẹt á thì các bạn trả trước cho cửa hàng bên em là khoảng 5 triệu là có thể mua được xe rồi nha chị. Dạ 5 triệu. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà các bạn muốn lấy cái bạc gốc đi thì không biết trả bao nhiêu phần trăm là mình lấy được. Cả bạc gốc thì các bạn trả cho cửa hàng tầm khoảng 40% là các bạn có thể lấy cả bạc gốc được rồi. Dạ. 40% là có thể lấy cả bạc gốc. Dạ. Còn qua bên đây là dòng Accenter 155. Accenter 155 bên em đang bán với giá là 49.900. 49.900 đối. Dạ, với màu này không anh? Dạ đúng rồi, đối với màu vàng và tất cả các màu còn lại là 49.900. Dạ. Còn bên đây là 150, mà này là bản thường này là bao nhiêu anh? Bản thường thì bên em đang bán với giá là 46.900. 46.900. Dạ. Tất cả các phiên bản luôn. Dạ. 150 phiên bản RC là tất cả các màu là 46.900. Dạ. Còn bên đây là Accenter, mà này là có sơn 3D và dạ, có lên phụ kiện rất là nhiều, có lên phuộc trước. Thì đối với dòng sơn 3D như thế này thì mình thêm ra bao nhiêu anh? Đối với dòng sơn 3D thì các bạn trả trước cho bên cửa hàng tầm khoảng 2 triệu tiền sơn nữa là được. Dạ. Tầm khoảng 2 triệu tiền sơn. Đối với sơn 3D như thế này thì không biết tại cửa hàng của mình có bảo hành về nước sơn đúng không anh? Dạ, cửa hàng bên em bảo hành về nước sơn cho mình là khoảng 1 năm. Chạy xuống là các bạn có thể đem đến cửa hàng giảm lại cho mình miễn phí. Dạ. Bảo hành cho các bạn 1 năm đối với màu sơn 3D. Dạ. Tất cả các phiên bản luôn. Dạ. Thì sơn 3D là mình thêm 2 triệu với tiền sơn. Dạ đúng rồi, sơn dạ, 2 triệu. Rồi bên đây là cũng sơn 3D luôn. Dạ đúng rồi, bên đây là dòng ẹt MX King sơn 3D. Dạ. MX King thì bên cửa hàng đang bán với giá là cũng bằng con RC, hai phiên bản nó bằng giá luôn. Là dạ, 46.900.
Dạ, đồng giá luôn không anh? Dạ đúng rồi, bán đồng giá. Dạ. Đây là dòng Merkin thì cũng đồng giá với Accenter luôn. Nếu mà những bạn mà thích dòng xe nào thì chọn rất là dễ luôn nha. Dạ đúng rồi. Đồng giá luôn. Còn bên đây là Accenter 155, mà bên này là bản bản khóa Smart Key. Khóa Smart Key thì giá là bao nhiêu anh? Giá là 49.900. Dạ. Còn nếu mà bản chìa khóa đi thì là bản chìa khóa thì 47 triệu. Dạ, 47. Dạ đúng rồi. Và 49.900. Dạ. Rồi bên đây là màu Merkin, này là màu green, này là màu đỏ đen của dòng Merkin nha. Bên đây thì đây là dòng màu Merkin và màu vàng. Dạ. Màu đen tem vàng. Đây là màu green của dòng Merkin nha. Dạ. Còn bên đây là Accenter 155 màu này xanh CB, hồi nãy em báo giá là 49 triệu. Dạ đúng rồi, 49.900. Dạ. Đối với bản này thì mình trả trước cũng là 5 triệu không anh? Dạ đúng rồi, bên đối với dòng các dòng này là mình trả trước cho cửa hàng tổng khoảng 5 triệu. Dạ 5 triệu. Dạ. Còn bên đây là màu tiêu chuẩn, em này màu giới hạn. Màu giới đúng rồi, màu giới hạn thì bên cửa hàng đang bán giảm giá là 51 triệu. 51 triệu. Dạ. Màu rất đã là đẹp luôn. Đã bao gồm tiền thuế VAT cho các bạn rồi, 51 triệu. Dạ 51 triệu thì mình trả trước cũng 5 triệu ha. Dạ đúng rồi, trả trước 5 triệu. Dạ. Còn bên đây là bản Monster thì cũng là bằng giá hả? Dạ đúng rồi, bằng giá phiên bản giới hạn. Dạ là 51 luôn. Dạ đúng rồi, 51. Màu rất là đẹp luôn, bản Monster. Đẹp nha. Thì mình mua trả góp thì mình trả trước là 5 triệu thôi. Dạ, là mình lấy được xe rồi. Dạ. Còn nếu mà các bạn muốn lấy cái về góp thì mình trả trước là 40% giá trị xe là mình lấy được rồi nha. Dạ đúng rồi. Còn bên đây là Suzuki GD 110. Suzuki GD bên 110 thì bên cửa hàng đang bán với giá là 30 triệu đồng. 30 triệu. Dạ đúng rồi, 30 triệu. Dạ. Lúc trước thì xe này là của nhập khẩu, còn hôm nay là chính hãng của Việt Nam luôn rồi. Dạ đúng rồi, xe nhập khẩu chính hãng của Suzuki. Dạ, là 30 triệu. Mình dạ, có cần rồi. Trả trước không anh? À đối với dòng Suzuki GD này bên cửa hàng là hỗ trợ là không cần trả trước. Dạ. Không cần trả trước. Không cần trả trước dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Xe này thì có Ambia rồi, có dạ, con tay rồi. Là 30 triệu. Dạ, không cần trả trước. Dạ. Hỗ trợ là từ 204 là mình có thể là mua trả góp được rồi. Nếu mà các bạn mà đủ 18 tuổi là mình mua trả góp thì từ bắt đầu là từ 18 đến bao nhiêu tuổi là trả góp được anh? Đến từ 18 tới dưới 70 tuổi là có thể mua trả góp được rồi. Dạ, dưới 70 tuổi. Dạ đúng rồi, từ 18 đến dưới 70. Còn bên đây là dòng Moto MT15, màu đen nhám luôn, cuộc áp xe đa luôn nha. MT15 thì bên em đang bán với giá là 76 triệu đồng. 76 triệu. Màu đen nhám thì dạ cũng có màu xanh luôn. Dạ đúng rồi, tất cả các màu đều bằng giá là 76 triệu nha anh chị. Đối với bản này thì mình trả trước là bao nhiêu anh? À đối với bản mà MT15 đó thì các bạn trả trước cho cửa hàng tầm khoảng 10 đến 15 triệu tùy theo khả năng của mình. Dạ, từ 10 đến 15 triệu. Rồi bên đây cũng có con màu xanh luôn. Này là có phục upside down luôn nha. Còn qua bên đây là dòng GTX bản R có phanh ABS luôn. Dạ, RSX thì bên em đang bán với giá là 68 triệu cho phiên bản là có phanh ABS luôn. Dạ. Thì đối với dòng này mình trả trước có bao nhiêu anh? Đối với dòng này thì mình trả trước cho cửa hàng tầm khoảng 7 tới 10 triệu. 7 tới 10 triệu. Dạ đúng rồi, từ 7 tới 10 triệu là bên cửa hàng hỗ trợ là có thể lên hồ sơ trả góp cho các bạn được rồi. Dạ. Và qua đây là dòng TFX luôn của dòng Yamaha. Thì giá hiện tại là bao nhiêu anh? TFX bên cửa hàng đang bán với giá là 59 triệu. 59 triệu đồng. Dạ 59 thì dạ, mình cũng rồi. Trả trước có bao nhiêu anh? À 59 triệu đồng thì các bạn trả trước cho em tầm khoảng 5 triệu là có thể là mua được xe rồi. 59 triệu có trả trước 5 triệu. Dạ. Còn bên đây là dòng Bandit của Suzuki. Bandit thì bên em đang bán là 55 triệu. 55 triệu nha các. Dạ 55 triệu đối với dòng Bandit nha. Thì mình trả trước có bao nhiêu anh? À 55 triệu thì các bạn trả trước cho cửa hàng tầm khoảng 3 triệu là được. Dạ 3 triệu. Dạ, đúng rồi, 3 triệu. Tại họ dòng xe này nó hỗ trợ cho vay là rất là cao. Dạ. Mình có thể trả trước 3 triệu là mình có thể lấy xe về. Còn qua bên đây là dòng Sirius. Thì cái này cửa hàng của mình cũng lên rất là nhiều phụ kiện rồi. Có lên mâm ít mốt, rồi lên phục sao, lên đầu đèn, bao tay, tay thắng. Rất là nhiều luôn. Thì anh báo giá mà nếu mà màu green, bản green của nó là bao nhiêu anh? Bản vòng green của nó mà nếu mà bán căm thắng đĩa thì bên cửa hàng đang bán với giá là 21 triệu. Dạ. Còn bánh căm thắng đùm là bên cửa hàng đang bán là 19 triệu. Còn nếu mà bánh mâm thắng đĩa là bao nhiêu anh? À bánh mâm thắng đĩa thì nó mắc hơn 1 triệu nữa là 22. Dạ. Đối với dòng Sirius mình mua mình có cần trả trước không? Đối với các dòng Sirius của em pha là các bạn mua không cần trả trước. Dạ. Không cần trả trước. Dạ không cần trả trước luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bên đây là dòng Sirius FI mẫu mới hiện giờ luôn. Này là thiết kế hoàn toàn mới luôn. Còn là giá hiện tại là bao nhiêu anh? Giá của mình cửa hàng đã bán là 24 triệu đồng cho phiên bản là bánh căm thắng đĩa.
Còn nếu mà bánh căm thắng đùm là bao nhiêu bánh anh? Bánh căm thắng đùm là 23 triệu. Bánh căm thắng đùm. Còn nếu mà bánh mâm thắng đĩa anh? Bánh mâm thắng đĩa là 24 triệu nha chị. Dạ. Đối với bản này mình mua mình có cần trả trước không anh? À, đối với dòng các dòng mà từ dưới 30 triệu trở xuống thì mình không cần trả trước nha anh chị. Dạ. Bên đây là cũng có màu này là bánh căm thắng đùm. Màu này là màu bạc đen. Màu đấy là dạ đúng rồi, dạ. Màu bạc. Có ly cái tem Sirius là màu cam, nhìn rất đẹp luôn, làm nổi bật. Đi cái dàn cam là màu đen, màu cam luôn nha. Rồi qua đây là dòng GTR. GTR thì bên em là bán đang có đủ màu hết nha anh chị. Dạ. Đủ màu hết. Mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em để trên phần mô tả để có thể gọi cho em rồi kêu em chụp cái dòng xe nào các bạn thích. Dòng GTR thì bên em đang bán với giá là 55 triệu đồng cho tất cả các màu. 55 triệu đồng. Dạ 55 triệu. Dạ đúng rồi. Còn bên đây là có màu vàng này là màu sơn 3D. Thì các bạn là cộng với cửa hàng tầm khoảng 2 triệu nữa là được. Dạ, dạ là 57 triệu. Dạ 57 triệu. Đối với dòng GTR mình trả trước là bao nhiêu anh? À đối với dòng GTR thì các bạn hỗ trợ cho cửa hàng hỗ trợ cho là trả trước tầm khoảng 5 tới 10 triệu. Dạ. Đó. 5 đến 10 triệu. Dạ, đúng đối rồi. Với dòng GTR. Dạ. Rồi bên đây có con màu đỏ cũng là màu riêng của cái dòng GTR luôn. Dạ đúng GTR là màu riêng GTR. Xe này là xe Winner nhập Indo nha. Rồi qua đây là dòng quay thì quay RX và có quay Plus luôn. Thì quay RX hôm nay giá nó là bao nhiêu anh? À quay RX bên em đang bán là với giá là 26.900. Đối với là đối bánh... với bánh mâm thắng thắng đĩa. Dạ. Bánh mâm thắng đĩa 26.900. Còn nếu mà bánh căm thắng đĩa là bao nhiêu anh? Bánh căm thắng đĩa thì các bạn trừ theo mua cửa hàng 1 triệu. Dạ. 25 triệu. Còn 900. Nếu mà bánh căm thắng đùm anh? À, bánh căm thắng đùm bên em bên cửa hàng đang bán nó giá là 24 triệu. 24 triệu. Dạ đúng rồi. Đối với dòng quay Plus mình có cần trả trước không anh? Dạ không, đối với dòng quay RX quay Plus thì cửa hàng hỗ trợ là không cần trả trước. Dạ. Rồi bên đây là cũng có con quay Plus màu cam đen. Dạ đúng màu rồi. Này rất là hiếm luôn. Màu... Thì quay Plus hiện tại là bao nhiêu anh? À, quay Plus bên em đang bán với giá là 21 triệu. 21 triệu. Bánh căm thắng đĩa. Dạ. Còn đây là bánh mâm thắng đĩa là bao nhiêu anh? À, bánh mâm thắng đĩa là 21 triệu đó chị. Dạ là 21 triệu. Dạ đúng rồi. Rồi qua đây là dòng Sonic. Sonic này là hai con này là màu riêng, màu trắng đỏ đen. Sonic bên em đang bán với giá là 55 triệu đồng cho tất cả các màu. Màu trắng đỏ bằng giá luôn ha. Dạ màu trắng đỏ thì mắc hơn 1 triệu là 56 triệu cho phiên bản trắng đỏ. Còn dạ. Tất cả các màu còn lại là 55 triệu. 55 triệu. Dạ đúng rồi, đối với màu sơn 3D thì mắc hơn 2 triệu. Dạ là 57. Dạ đúng rồi, đối với dòng Sonic mình trả trước là bao nhiêu anh? Đối với dòng Sonic thì bên cửa hàng em hỗ trợ trả gói cho hỗ trợ là từ 6 tới 10 triệu. Dạ. Cho tất cả các phiên bản từ 6 tới 10 triệu. Dạ 6 đến 10 triệu. Còn dạ, bên đây rồi. Là màu trắng đỏ thì là 56 trên lệch chứ. Tất cả màu này là 1 triệu. Dạ đúng rồi. Rồi qua bên đây là dòng Rider. Dạ. Rider. Này là những màu mới hiện giờ luôn. Dạ đúng rồi, Raider là mới nhất trên 2022 hiện giờ. Dạ. Đối với dòng Raider màu mới hiện nay là bao nhiêu anh? À, đối với dòng Raider thì bên em là tất cả các màu là đều là 50 triệu 500 nha chị. 50 triệu 500. 50 triệu 500. Dạ đúng rồi. Tất cả các màu luôn 50 triệu 500 đồng giá. Dạ. Còn đối với dòng thì... Raider thì các anh bạn á thì trả trước cho cửa hàng tầm khoảng từ 2 tới 3 triệu là có thể là mua được xe rồi. Dạ 2 đến 3 triệu. Dạ đúng rồi, từ 2 đến 3 triệu. Còn đối với dòng Satria mà chính hãng của Việt Nam luôn là bao nhiêu anh? À chính hãng Việt Nam thì đang bán với giá là 53 triệu. 53 triệu. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà tư nhân là bao nhiêu anh? Tư nhân là 55 triệu ạ. Dạ, trên lệch là 2 triệu. Dạ, đúng đối rồi, trên lệch 5 triệu. Việt Nam. Đối với dòng Satria mình trả trước bao nhiêu anh? Đối với dòng Satria thì cửa hàng em hỗ trợ là trả trước 5 triệu là có thể là làm thủ tục hồ sơ trả góp được rồi. Dạ. Trả trước 5 triệu. Rồi trả trước có 5 triệu nha. Dạ đúng rồi. Rồi bên đây là những màu dòng Exeter 150 và 155 hồi nãy Tấn cũng là báo giá rồi. Rồi nếu các bạn ơn thì liên hệ về số điện thoại em đang để trên màn hình nha. Ở đây là màu giới hạn là 51 nữa không anh? Dạ đúng rồi, màu giới hạn bên cửa hàng đang bán là 51 triệu. Dạ. Còn đây là dòng Merkin thì nãy Tấn cũng đã báo giá rồi. Rồi lên đây cũng là dòng Exeter 150, màu thường màu giới hạn luôn. Rồi đây là màu đen nhám của 150. Thì anh báo giá là dòng Exeter 150 mà màu này là bao nhiêu anh? À, hồi nãy em báo giá là 47 triệu ạ, 47 triệu. Dạ, 47 triệu. Dạ đúng rồi. Còn màu giới hạn của nó là bao nhiêu anh? Giới hạn thì các bạn là mắc hơn 1 triệu thôi là 48 triệu. Dạ, 48 triệu. Còn bên đây là mình Merkin, mình dạ, Merkin sơn 3D. Dạ.
Xong bên đây là mình thêm 2 triệu nha. Dạ đúng rồi. Rồi qua đây là dòng Janus, dòng xe tay ga của Yamaha luôn. Janus thì bên cửa hàng em đang bán với giá là một là Janus chìa khóa và dạ, hai là Janus xe bắt cây. Thì bản chìa khóa hôm nay nó là bao nhiêu anh? Bản chìa khóa bên em đang bán với giá là 28 triệu. 28 triệu cho phiên bản chìa khóa. Còn nếu mà khóa smart key, khóa smart key là 30 triệu nha chị. Dạ, trên lệch là 2 triệu đó. Dạ, đúng với rồi. Thêm cái khóa smart key. Đối với dòng này chắc mình cũng không cần trả trước. Dạ đúng rồi, đối với dòng này là các bạn không cần trả trước. Dạ. Bên cửa hàng hỗ trợ cho mình lên hồ sơ. Đồng hồ sơ là các bạn có thể lấy xe về. Dạ. Rồi qua bên đây là dòng Vision thì anh nói thì cũng chia làm 4 phiên bản luôn. Thì xíu nữa mình sẽ quay những phiên bản kia cho các bạn xem nha. Rồi mình qua dòng AB luôn đi anh. Dạ, dòng AB. AB bên em cũng đang có hai phiên bản là 125 và 150. 125 á, thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 45 triệu đồng. 45 triệu. Dạ đúng rồi, 45 triệu. Mua nếu mà các bạn mua dòng xe AB thì các bạn trả trước cho cửa hàng là khoảng từ 4 triệu đồng là các bạn có thể mua xe AB 125 và 150 luôn. Dạ, bằng giá luôn hả anh? Dạ đúng, đúng rồi, mình có thể đưa trước 4 triệu là mình dạ, có thể mua. Nếu mà bản đặc biệt của 125 là bao nhiêu? Đặc biệt của 125 là bên cửa hàng đang bán là 46 triệu. 46 triệu. Đúng rồi. Còn 150 anh? 150 mà 150 thì bên cửa hàng đang bán là 54 triệu 900. 54 triệu 900. 54 triệu 900. Dạ. Phiên bản đặc biệt thì là 55 triệu 900. Dạ. Phiên bản màu xám. Còn sơn 3D thì mình cũng tính thêm 2 triệu đối với tiền sơn luôn nha. Dạ đúng rồi, sơn 3D thì bên cửa hàng là sơn 2 triệu. Dạ. Còn qua bên đây là dòng SH. Dạ, SH 125. SH 125 mà nếu bản CBS là bao nhiêu anh? Dạ, CBS thì bên cửa hàng đang bán là 86 triệu. Dạ, còn ABS anh? ABS thì bên cửa hàng đang bán là 90, 95 triệu. 95 triệu. Dạ đúng rồi. Đối với dòng SH 125 mình trả trước có bao nhiêu anh? SH 125 thì tối thiểu là bên cửa hàng hỗ trợ là 30 triệu, mình trả trước 30 triệu là được. Dạ. Còn 150 mà bản CBS là bao nhiêu? 150 bên bản CBS thì bên cửa hàng đang bán là 106. 106. Dạ đúng rồi. ABS thì bản mắc. ABS thì phiên bản mắc nhất là bên cửa hàng đang bán là 116 triệu. 116 triệu. Rồi nếu mà SH 150 là mình trả trước có bao nhiêu? Dạ SH 150 thì bên cửa hàng là trả trước thấp nhất là 40 triệu. Dạ 40 triệu. Dạ đúng rồi. Nếu mà các bạn có tiền nhiều thì mình trả ra tiền nhiều thì lãi suất của mình lại càng thấp luôn nha. Dạ đúng rồi. Rồi qua bên đây thì dòng Vario, dòng hot nhất hiện nay luôn. Dạ. Vario thì bên em đang có là Vario 125 và Vario 150. Dạ. Và Vario bây giờ nó đang chuẩn bị là ra 160 cho dạ. Vario 150 rất là mắc. Nhưng mà các bạn có nhu cầu mua thì 150 các bạn tranh thủ mua nha, tại vì nó không còn sản xuất nữa. Dạ đúng rồi. Cho bây giờ giá nó lên rất là cao. Dạ. Em báo giá mà dòng Vario 125 màu green của nó hiện tại. Nếu mà 125 màu green thì bây giờ đang cửa hàng đang bán là 50 triệu cho 50. Phiên bản màu green. Dạ. Và 125 là 65 triệu cho phiên bản 150. Dạ đúng rồi, 65 triệu phiên bản 150. Dạ 65 triệu. Rồi đối với dòng Vario 125 mình trả trước có bao nhiêu anh? Đối với dòng Vario 125 thì các bạn trả trước cho cửa hàng từ 7 tới 10 triệu. Dạ 7 đến 10. Dạ, 150 anh? 150 thì các bạn trả từ 10 tới 15 triệu. Dạ. Bây giờ là 150 đó là 65 triệu. 65 triệu cửa hàng tất cả các ngân hàng á chỉ vay tối đa là khoảng là 49 triệu 900. Dạ. Cho nên là các bạn trả trước cho cửa hàng là tầm khoảng từ 10 tới 15 triệu là được. Dạ. Rồi bên đây cũng thấy con này là con màu trắng. Dạ đúng rồi. Còn phiên bản là màu nhựa màu cam. Trắng zin. Dạ. Trắng. Rồi nếu mà mũ nhựa nữa là mình thêm bao nhiêu anh? Dạ mũ nhựa thì cửa hàng của em đang bán là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây là màu sơn 3D này là màu xanh nhám. Màu giống như clip. Dạ đúng rồi. Dạ. Màu xanh nhám. Rồi bên 67 đây màu triệu đồng cho phiên bản màu sơn 3D. Dạ. Rồi đây cũng rất là nhiều luôn. Bên đây là màu xanh, cũng lên cái mũ nhựa này là màu trắng. Mũ nhựa nữa là mình thêm 1 triệu rưỡi đối với tiền mũ nha. Ở dưới mình cũng thấy có con màu giống như là màu vàng chanh. Màu này là 150 mà có lên cái mâm Xmod như thế này nữa là mình thêm bao nhiêu anh? Dạ mâm Xmod thì bên em đang bán là 2 triệu rưỡi nha chị. Dạ 2 triệu dạ, rưỡi. Dạ đúng rồi 2 triệu rưỡi. Rồi bên đây là màu trắng đi với mũ nhựa là màu xanh. Còn bên đây là màu tím đi với mũ nhựa là màu trắng. Sơn 3D là 2 triệu, còn mũ nhựa nữa là mình thêm 1 triệu rưỡi nữa là 3 triệu rưỡi nha. Dạ 3 triệu rưỡi. Dạ. Rồi, mình sẽ quay hết màu dòng rất là nhiều màu luôn. Vario thì bên em đang nhận là hỗ trợ là sơn theo phong thủy. Dạ. Hoặc là sơn theo màu theo ý thích. Các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo của em á thì các bạn nếu mà các bạn có mẫu trước á, thì các bạn có thể chụp hình gửi qua Zalo cho em. Dạ. Em sẽ sơn cho các bạn đấy là theo ý thích của các bạn.
Rồi. Nếu mà chưa có mẫu thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo, em có thể tư vấn cho, hỗ trợ cho các bạn. Yeah. Rồi đây là những màu riêng của Vio 125, thì giá của nó là 50 triệu. 50 triệu nha, đối với Vio 125. Rồi qua bên đây là dòng Ithacmo. Ithacmo thì anh báo giá thì bản, nếu mà bản CBS nó là bao nhiêu anh? À, nếu mà bản CBS thì bên đây cửa hàng đang bán là 70 triệu. 70 triệu. Dạ đúng rồi, tất cả các màu. Dạ, còn nếu mà IBS anh? IBS anh. IBS thì 70 triệu, CBS là 65 triệu. Dạ, trên lệch là 5 triệu thôi. Dạ đúng rồi, trên lệch 5 triệu. Dạ. Còn nếu mà bản cá tính như thế bản này là bao nhiêu? Bản cá tính thì bên cửa hàng em đang bán là 72 triệu. 72 triệu. Dạ đúng rồi. Còn bên đây là màu đen nhám, màu mới hiện giờ luôn, màu màu đen nhám thì bên em đang bán cũng là 71 triệu 900. Ờ, 71 triệu 900. Đối với dòng SH như thế này mình mua trả góp là bao nhiêu anh? SH là trả góp thì cửa hàng bên em là đang hỗ trợ là trả trước từ 10 tới 15 triệu nha chị. Dạ, 10 đến 15 triệu. Dạ đúng rồi. Cho tất cả các phiên bản luôn hả anh? Dạ đúng rồi, cho tất cả các phiên bản. Dạ. Rồi qua này là dòng Winner X. Này là Winner X V2, cửa hàng có Winner X V3 luôn. Dạ đúng rồi. Thì giá nó hôm nay là bao nhiêu anh? Winner X thì bên đây đang bán phiên bản là ABS là 40 triệu. 40 triệu. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà bản thường anh? Bản thường là 38 triệu. Dạ. Cho phiên bản thường. À, trên là 2 triệu đối với phần ABS. Dạ đúng rồi, 2 triệu. Đối với dòng Winner X như thế này chắc mình mua mình cũng không cần trả trước không ha? Dạ đúng rồi, không cần trả trước. Dạ. Còn bên đây là màu mẫu mới hiện giờ luôn. Dạ V3, Winner X V3. Winner X V3 thì bên cửa hàng đang bán với giá là 49 triệu cho phiên bản là màu bạc nhám. Là phanh ABS luôn không? Dạ đúng rồi, phanh ABS, có chìa khóa smart key luôn. Dạ. Hôm nay có khóa smart key và có còn cái phiên bản đen nhám thì bên cửa hàng đang bán là 48 triệu. Dạ, 48 triệu và dạ, 40 rồi. Mấy anh, 49 mấy? Dạ đó 49 triệu. Và dạ. 48. Ồ, 48 và 49 ha anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Cửa hàng mình có hai màu luôn, màu dạ, đen màu. Nhám và màu bạc nhám. Đối với dòng Winner X V3 hôm nay mình trả trước có bao nhiêu anh? À, đối với dòng Winner X V3 thì các bạn trả trước cho cửa hàng từ khoảng 5 triệu đồng là được. Dạ 5 triệu. Dạ đúng rồi. Đối với dòng Winner V3 nha. Rồi đây là những màu Winner V2. Có màu cam đen, xanh đen, có màu bản trần đua thì trên lệch nó là bao nhiêu? Dạ bản trần đua nó bằng với giá với lại ABS luôn là 40 triệu. Ồ 40 triệu bằng dạ, giá rồi. Luôn. Bằng giá dạ. 40 triệu. Rồi trên đây cũng có sơn 3D luôn. Đúng rồi. Sơn 3D mình cũng thêm mà là 2 triệu. Và có lên cái cặp mâm như thế này nữa mình thêm bao nhiêu anh? À cặp mâm thì cửa hàng là 2 triệu rưỡi nha chị. Dạ, 2 triệu rưỡi đối với cặp mâm. Dạ đúng rồi. Còn Winner X thì bên em đã lên một số phụ kiện đồ chơi rồi. Dạ. Lên rất là nhiều luôn. Dạ. Rất là đẹp. Có lên bao tay tay thắng, rồi lên gác chân, kính đổ, có lên cái bình dầu luôn. Thì nếu mà các bạn lên món nào thì mình tính tiền theo món đó nha. Rồi qua bên đây là dòng Future. Thì không biết dòng Future hôm nay giá của nó hiện tại là bao nhiêu anh? Future thì bên em đang có là Future bánh mâm và Future bánh canh nha chị. Dạ. Bánh mâm thì bên em đang bán là 33 triệu 500. Và bánh ca và bánh canh thì 33 triệu 500. Còn dạ. Bánh mâm là 35 triệu 500. Dạ. Trên lệch là 2 triệu. Dạ đúng rồi, trên lệch 2 triệu. Còn bên đây là mình sơn 3D, mình cũng tính thêm là 2 triệu. Dạ. Future là bây giờ là dòng xe số của tốt nhất của Honda bây giờ. Dạ. Có màu bạc nhám nè, màu đỏ canh đi. Màu dạ, này rồi. Là màu xanh, xanh lục bảo luôn, cũng sơn luôn. Dạ, màu xanh. Dạ. Sơn 3D như thế này nữa là mình chắc là 35 năm nữa không anh? Dạ đúng rồi, 35 năm. Dạ, đối với dòng Future mình có cần trả trước không anh? Đối với dòng Future thì cũng trả trước cho cửa hàng tầm khoảng 2 triệu là được nha chị. Dạ, trả trước tổng là 2 triệu. Là, dạ được, tầm khoảng 2 triệu là được. Dạ, bên đây là màu green của dòng Future. Này là 33 năm. Dạ, 33 triệu 500. Dạ. Rồi bên đây là dòng Danh Núi hồi nãy cũng đã báo giá rồi. Dạ. Nếu mà bản chìa khóa của nó là 29 không dạ, anh? Dạ đúng rồi, chìa khóa là 29. Còn khóa smart key là 31. Dạ đúng rồi. Dạ. Trên là 2 triệu đó thêm cái khóa smart key. Rồi quen pha thì không biết giá hiện tại. À, quen pha thì bên cửa hàng đang bán với giá là 20 triệu 500. 20 triệu 500. Tất cả các màu. Dạ. 20 triệu 500. Nếu mà các bạn lấy bánh mâm thì là các bạn chỉ cần thêm 500 nữa là được. Dạ, đó. Nếu mà lấy bánh mâm á anh. Dạ đúng rồi, lấy bánh mâm chỉ bù thêm 500 nữa là được. Vậy là 21. Dạ đúng rồi. Dạ. 21 triệu. Rồi qua đây là Sirius. Thì em báo giá là dòng Sirius này là Sirius này bên em đang bán là 22 triệu đồng cho phiên bản là bánh mâm thắng đĩa, 22 triệu. Dạ. Bánh mâm thắng đĩa. Bánh mâm thắng đĩa có màu con màu đỏ đen. Và bên đây là màu này gọi là màu gì anh? Màu này là màu bạc đen chị. Dạ bạc đen. Dạ đúng rồi, trong giấy tờ là xanh bạc đen.
Rồi qua đây là dòng Satria Raider. Thì em báo giá là dòng Satria, mà nếu mà Satria chính hãng nó là 53. Dạ đúng rồi, Satria chính hãng là 53, còn tư nhân là 55 triệu. Dạ, đầy đủ màu luôn. Dạ, đầy đủ màu hết. Cửa hàng của mình có sơn theo yêu cầu không anh? Dạ đúng rồi, cửa hàng em sơn theo yêu cầu và sơn theo phong thủy luôn. Dạ. Các bạn hợp mệnh gì thì bên em sơn theo màu theo mệnh đó. Dạ. Rồi mình qua bên đây là dòng Vision và dòng Render luôn. Dạ. Thì dòng Render này là dành cho các chị em phụ nữ, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đi rất đẹp. Đi màu rất đẹp. Này là màu cam nhám. Màu này bên cửa hàng bên đang em tất cả các màu Render của cửa hàng bên em là 48 triệu đồng giá hết. Ồ, 48 triệu. Dạ đúng rồi, nếu mà mua dòng này các bạn trả trước cho cửa hàng tầm khoảng 4 triệu. Dạ, trả trước có 4 triệu. Dạ đúng rồi. Có rồi. Thể lên hồ sơ. Còn xuống đây là dòng Vision thì dạ, bên Vision đây thì bên em đang bán là 4 phiên bản. Dạ. Tiền báo giá từng phiên bản nha. Chìa khóa thì bên em đang bán với giá là 37 triệu. Cao cấp là 40 triệu. Cao cấp là 40. Đúng đúng rồi, cao cấp là 40. Dạ. Đặc biệt là 41, còn cá tính là 42. Dạ. Hôm nay dòng Vision nó rất là cao luôn. Dạ đúng rồi, xe không. Tại không có xe tại nhà máy giờ nó chưa có sản xuất kịp á. Dạ. Cho nên là bây giờ giá đẩy là rất là cao. Rồi này cũng lên cái cặp mâm nữa là 2 dạ. triệu rưỡi nữa không mà. Dạ đúng rồi, lên cặp mâm mới là lên là đầu đèn. Dạ, đầu đèn 2 đầu tầng luôn. Đầu đèn 2 tầng và là không bao tay tay thắng. Dạ đúng rồi, bao tay tay thắng và mặt nạ SH. Dạ. Đây. Đầu đèn 2 tầng luôn. Dạ đúng rồi, đầu đèn 2 tầng. Giá Vision hôm nay là lên rất là cao. Dạ. Nếu mà các bạn mua trong thời điểm này á là hợp lý, còn mai mốt là càng lên nữa tại bây giờ là nó bây giờ nhà máy nó sản xuất không có kịp. Dạ. Dạ đúng rồi, sản xuất dòng không có kịp. Vision hôm nay cháy hàng luôn. Dạ cháy hàng. Dạ. Dòng Vision với dòng Vario bây giờ đang cháy hàng. Dạ. Rồi bạn ở sau này bạn có tính là 42 này không anh? Dạ đúng rồi, bạn có tính bên em đang bán 42 triệu. Dạ. Đối với dòng Vision hôm nay thì mình mua trả góp là mình đưa trước còn bao nhiêu? Đối với tất cả các dòng Vision thì cửa hàng hỗ trợ là trả góp là các bạn chỉ cần đưa trước 4 triệu thôi là được. Dạ, trả trước là 4 triệu. Dạ đúng rồi, 4 triệu. Đây, bạn có tính thì nhìn nó khác biệt hết, tại vì bánh nó to và phuộc nó rất dạ. là chắc chắn luôn. Mâm 5 cây. Dạ. Nó giống y hệt con SH Mod. Dạ. Rồi. Xe mình cũng đã quay hết rồi không anh? Dạ, hôm nay bây giờ là em đã quay tất cả các xe có trong cửa hàng của bên em rồi. Rồi, xe thì mình cũng đã quay hết rồi. Dạ thì rồi. Anh nhắc lại về thủ tục trả góp và địa chỉ cửa hàng của mình để dạ, các bạn... Thủ tục trả góp của bên cửa hàng bên em á, thì là chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là chứng minh nhân hoặc là căn cước công dân gắn chip là có thể mua trả góp rồi. Địa chỉ của cửa hàng của em là nằm ở đường Trần Quốc Toản, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương. Cửa hàng em là nằm đối diện bến xe Phú Chánh. Cửa hàng em là cửa hàng xe máy Hồng Phát. Dạ. Nếu mà các bạn á mua xe mà các bạn đến mà liên hệ và trực tiếp với em á, hoặc đến cửa hàng là mình đến cửa hàng nó là mình anh chị xe kem xem Ngũ Nguyễn á. Dạ. Thì cửa hàng hỗ trợ là giảm cho tất cả các người mà xem kênh Ngũ Nguyễn là 1 triệu đồng trên một xe. Và dạ. đó là xem kênh Ngũ Nguyễn tới rồi mua xe cho cửa hàng là được giảm 1 triệu đồng một xe. Dạ. Rồi thì anh nhắc lại, nếu mà các bạn mà nợ xấu thì mình mua trả góp hôm nay như thế nào anh? Nếu mà các bạn nợ xấu thì các bạn là liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo của em. Tại bây giờ nợ xấu nó cũng có nhiều mức độ nợ xấu á chị. Dạ, từ mức độ 1 tới mức độ 5. Thì em cần là biết là các bạn chụp chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau gửi qua Zalo của em là em có thể là gọi điện hoặc là tư vấn trực tiếp cho các bạn đó. Dạ. Dạ. Nếu được thì mình lên cửa hàng. Dạ đúng rồi, nếu được mà thì mình lên cửa hàng làm hồ sơ. Dạ. Rồi anh còn chia sẻ gì nữa không để anh em dạ kết thúc video không anh? Thì bây giờ là em không còn gì để chia sẻ hết. Bây giờ là dạ rồi thì nếu mà các bạn ưng xe nào thì liên hệ về số điện thoại trên màn hình đó. Còn nếu mà các bạn không biết địa chỉ cửa hàng thì các bạn Zalo cho em Thắng định vị cửa hàng mình đến cửa hàng chính xác hơn nha. Dạ rồi. Rồi các cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.